Ok, chúng ta sẽ đến đối thủ Qatar, đất nước giàu có. Sắp một tiếng nhỉ. Đây rồi. Cái của Italy. Ra xe giữ. Không sợ mình lên đây à? Lên đây lại lên xe, chắc vậy. Nhập phát cho an toàn. Giật về. Đuổi mã. Ok, đẹp luôn. Mình đã đưa mã lên ô G6. Sau đó đẩy tốt và đuổi được quân tượng nghìn mã. Hợp lý. Còn đâu cấu trúc tốt này chúng ta thấy là đã cản đường phát triển của tượng. Nói chung là cũng hơi tù cho đen. Chơi luôn. Tốt ăn lên. Okay. Mình lao mã lên để tấn công chỗ này nhưng mà thực chất là để cũng chạy thôi, chưa làm được gì. Lên tốt đấy. Ok, anh à. Để xem nào. Ra xem nhỉ. Về mã. Okay, về mã được. Về mã để mình có đường lên tốt của đép. Và con mã này có thể đưa lên vị trí C5 hoặc là B6. C5 đi. Cấu trúc tốt rất xấu ở cao thủ Kata. Bây giờ thì tốt của dép sẽ đẩy lên. Giật tượng về. Lên nước đã. Cũng lên. Okay, đến lúc rồi, phải lên tốt rồi. À nhưng mà như thế thì chúng ta thấy là trắng có thể đổi cho quân tượng yếu này. À lại đẩy tốt lên rồi, may quá. Ok. Bây giờ thì mã mình đã rộng đường tấn công rồi, chúng ta thấy là các quân của mình đang rất hoạt động. Vào hậu. Vào hậu. Lên hậu. Chưa biết làm gì, có lẽ để vào xe. Rồi mình sẽ lắp đuôi xe vào. Về tượng. Rồi. Chồng xe đã thành công. Bây giờ vào xe thì mình sẽ nhảy mã lên để chuẩn bị nước chiếu. Bắt hậu. Lên xe. Cũng vẫn phải lên mã thôi. C đang kiểm soát hoàn toàn thế trận. Bây giờ ăn đây chiếu. Tốt ăn lên thì à không ăn được mã nhỉ. Xe đã phòng thủ rồi. Không chơi được rồi. Đuổi phát vậy. Đuổi trong nguy hiểm thôi chứ cũng chưa chưa làm gì được. Lên đuổi hậu. Đuổi không nhỉ?
Ok, đuổi thì mình sẽ lấy sen lên chứ không ăn hậu. Sau đó thì xe sẽ đưa ra G6 để tấn công vào tốt ở G2. Đây chúng ta thấy con tượng siêu yếu. Con mã mình đứng đây thì lại tấn công vào tốt ở E4. Rồi, bây giờ nước chiếu hết. Và đồng thời quân mã của mình à không tấn công được nhỉ, tượng đang giữ rồi. Rồi, cứ từng bước một. Nếu mà đẩy tốt lên thì mã mình sẽ ăn được tốt này. Đưa mã lên chặn lại. Loằng ngoằng phết nhỉ. Lên xe là để lùi hậu về thôi. Có thể hy sinh nếu cần. Vào xe đấy giữ. Đây rồi. Chỉ cần. Ui! Tin rồi. Nước đánh quá sai lầm. Ui, chiếu bắt hậu toàn. Yếu làm sao được cửa này nữa đây. Nhưng mà vẫn chơi. Ra xe giữ. Hết con đi. Về đấy. Giây nữa. Tình nhỉ? Đổi kiểu đấy à? Một giây. Rồi chiếu bắt cả xe. May quá. Mười hai giây. ZTC vẫn thắng. Rồi. Mình biết mà.